Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video Minecraft của mình nha. Ok, thì anh em ơi, thì hôm nay mình lại tiếp tục quay video về Minecraft cho bạn xem rồi đây. Và hôm nay anh em thấy rằng là mình có mời đến một vị khách mời. Đố anh em đây chính là ai? À, bạn nào biết nhân vật này hãy bình luận lại cho mình biết nha. Ok, rồi thì xin giới thiệu anh em, đây chính là Sammy Noob. Hello Sammy. Hello. Đây, đây là Sammy. À, thì những bạn nào mà xem trên kênh mình thì chắc mấy bạn cũng biết rằng là Sammy chính là bạn gái của mình mấy bạn ơi. Mấy bạn thấy bạn gái của mình có xinh không đây? Mấy bạn xem nè, đây, Sam, ngước mặt lên. Xấu quá. Xấu quá. Không thấy xinh gì hết. Đâu. Ok bạn ơi, thì hôm nay chúng ta sẽ làm gì nào? Hôm nay mình mời bạn gái của mình vào trong game Minecraft với mình. Thì hôm nay mình với bạn gái của mình sẽ cùng nhau chơi đập Lucky Block tình yêu mấy bạn ơi. Đó, nghe hấp dẫn không? Đây, mình sẽ cho các bạn xem nha. À, đây chính là Lucky Block tình yêu nữa bạn. Đó, với lại là một cái cúp. Mỗi người sẽ được 64 Lucky Block tình yêu. Xong đi lấy đi. Đâu, trong đây nè, trong đây nè. Đó. À, trời quá trời luôn. Đúng rồi. Đây cho đi Sam coi nè. Đó, thấy đẹp chưa? Mấy bạn coi nè, đây chính là cái Lucky Block tình yêu đó nha. Đẹp chưa? Sammy thấy đẹp không? Đẹp, trời có hai trái tim còn màu hồng nhẹ nữa. Đúng xinh rồi. Cực kỳ luôn. Đúng rồi, đây chính là Lucky Block tình yêu đó. Sammy thì màu đen nè, Lucky Block thì màu hồng, người ta sẽ gọi là Blackpink, hiểu không? Blackpink. Tèo. Yeah. Ok. Thì ok bạn ơi, hôm nay mình sẽ cùng với bạn gái của mình thi đập Lucky Block. Cái gì vậy Sam? Chưa mà, cái gì mà đập rồi, từ từ chứ. Mấy bạn ơi, hôm nay mình cùng với lại bạn gái của mình sẽ cùng nhau thi đập Lucky Block nha. Mỗi người sẽ được 64 Lucky Block để đập nha bạn. Ok. Rồi, chúng ta bắt đầu vào video thôi nào. Bắt đầu đập Lucky Block thôi nào anh em ơi. Rồi, cho Sammy đập trước á. Sammy đập trước đi. Rồi, tôi là một người rất là phong thủy nên tôi phải đặt rất là nhiều, phải không? Đó, đặt này đó. Đầu này nha. Đập đi. Cái, ông đập một cái nha. Ok. Đập hết nha. Rồi, Sammy đập trước đi. Ui. Con gì á? Ui, con cá. Trời ơi, Sammy đập ra quá trời cá luôn. Ok rồi. Trời gì đâu, dễ thương, nó chết hết rồi. Rồi, tới lượt Phong nha. Ồ, cái này là gì đây? À, cái này là mấy cái để đi xuống dưới con rồng Ender mấy bạn. Thôi, cái này không cần đâu. Rồi, còn thêm cục nữa Sammy đập đi. Okay, một đống này, rương này, Ender nha. Luôn. Ok, tới lượt Phong. Tới lượt Phong. Đập đây nè. Ui, một cái đầu miếng ngô. Một cái đầu miếng ngô mấy bạn ơi. Các bạn nhìn Phong nè. Nhìn Phong đẹp trai không? Trời ơi, quá đẹp trai luôn á các bạn. Trời ơi, trời. Sao đẹp trai gì? Đây, để tôi đập nè. Đập đây. Tôi thấy tôi may mắn. Ui, gì đây? Pháo nè. Pháo hoa hả? Bùm chiu. Ủa sao thấy vậy trời? Ủa sao thấy nổ vậy? Gì kỳ vậy? Pháo hoa Trung Quốc. Khổ ghê. Pháo hoa Trung Quốc rồi, cái này là pháo hoa Trung Quốc chắc luôn rồi. Ok rồi, tới lượt Phong nè, đập ra nè. Búp. Ôi trời. Ủa sao dễ dàng vậy ta? Sao được cái cầu thang à, sao không có gì hay vậy ta? Ok lại nè, đập tiếp. Búp. Ui. Cái rồng, cái này là cái đầu rồng Ender nè. Ôi, Phong làm về gì ta? Series rồng nè, bây giờ ra cái đầu rồng hên chứ luôn. Sao nhìn bây giờ Phong đeo cái đầu rồng vô nhìn đẹp trai hơn cái đầu bí ngô hồi nãy à. Giống như yêu quái á, nửa người nửa rồng ấy. Ok ghê rồi, tiếp tiếp. Nè. Đây để tôi đập. Đây. Ông đập hai cái, tôi phải đập hai cái. Ok, đó, đập đi, đập đi. Ôi, trời ra cái gì ông trời? Cái này là cát thôi à, không có gì hết à. Ôi sao ra sao mà xui xẻo quá, từ nãy giờ ra gì đâu, không có ra được kim cương hay gì hết. Rồi tới lượt Phong nè, đập ra nè. Trời. Phong còn đập ra được mấy cục đất nữa chứ, trời là trời. Ok lại nha, đập nè. Ôi, được bộ giáp. Phong có giáp Phong mặc rồi nè. Rồi Sam coi, Sam đập đi. Đây, tôi đập hai cái đúng không? Đập đi, đập đi. Ôi. Ôi. Cái này là gì vậy? Ôi một đống gà. Ui, mấy bạn ơi, này là một cái ông gọi là một cái ông dân làng đang biểu diễn xiếc đứng ở trên mấy con gà á bạn ơi. Ok, để mình giết con gà coi. Rồi sắm rơi xuống rồi. Ôi, có kinh nghiệm nè. Rồi ok, đập tiếp Sam ơi, đập tiếp đi nhanh lên, trời ơi trời. Đây, quả. Ui! Trời là trời. Một con zombie to đùng luôn. À mà con này không di chuyển được. Trời ơi, con này bị mù rồi. Ủa sao tự nhiên nó đứng im vậy? Đây mày. Ui. Sammy ơi, con này hiền quá, nó không có tấn công tôi với Sam. Trời ơi, mày hả mày? Mà hiền vậy ta? Ủa sao nó tiếng to đùng mà nó hiền quá vậy? Trời ơi, hiền quá mà. Thôi tiếp. Trời ơi, tôi giận. Khoan, trời ơi, khoan, từ nãy giờ tôi quên, tôi không chỉnh chế độ sinh tồn, để tôi tí. Trời ơi, ăn
gì tôi thấy đọc ít đồ ghê, ăn gì được vài con à. Được chưa, chỉnh chưa? Chỉnh rồi, từ từ, để tí. Rồi, coi, tiếp đi. Ôi, bốn cục nè, Phong ơi, giàu chưa? Trời ơi, là trời, chỉ là kim cương thôi mà. Ê, cái gì đâu? Của tôi, không lấy nha, ông chị. Có gì đâu, ăn về. Rồi, tiếp đi. Kim cương. Được cái que. Ok, rồi, đây là tôi nè. Búp. Ui, ui, skeleton. Gì đó. Mày hả mày? Ui, nó đánh tôi xong ơi. Nó đánh tôi. Mày dám đánh hai con tao hả? Mày hả mày? Không nhìn. Ây da, nó cắn tôi. Mày hả nhện? Ok. Ây da, tôi bị độc rồi. Ây da. Chết giờ sao? Có đồ ăn không? Có đồ ăn đi. Có cà rốt vàng đây, tôi ăn được, tôi ăn hồi máu. Tôi đang bị độc. Bị cắn hả? Rồi cay hết rồi, Ok, đập tiếp đi. Tiếp nha, đập tiếp nè. Xa ra. Ông xui quá. Cục cát không gì hết. Tiếp nha. Bụp. Ủa này là gì vậy? Tin tay à? Không, cái này là cái thùng gì á, tôi không biết nữa. Thôi cởi đi. Tiếp. Kệ em đi. Đập nha. Bụp. Tôi rơi xuống trong nhà rồi, cứu tôi với. Rồi xong chết queo. Trời ơi, có xẻ. Ok bạn ơi, mình xui quá, để mình tới bên chỗ Sammy. Trời. Đào sao ra cái hố tao đùng luôn. Trời ơi, ông là Phong chưa xẻo, còn tôi là sao may mắn. Đó. Trời ơi là trời. Rồi tiếp đi. Giờ bây giờ tôi nhá, tôi hai cái, tí nữa hai cái nha. Ghi ok, cho đọc đi. Trời ơi. Tôi nhận. Trời ơi, không có gì hết. À, không có gì hết, ok. Rồi tôi hai cái nè. Bụp. Được một cái đe. Bụp. Ui, quái vật nữa nè. Trời ơi là trời. Nãy giờ tôi đập tàn ra quái vật không mà. Thôi chạy kệ. Mình không đánh mấy con này được đâu, chạy đi. Trời ơi mấy bạn ơi, từ nãy giờ Phong đập ra tàn quái vật không mấy bạn ơi. Khổ ghê luôn á. Ok, tiếp nè. Đập ra hai cái nè. Đập nha. Ủa tôi không vậy? Để tôi đập trước cho. Ồ, trứng gà nè. Tiếp nè. Ui. Cái kiếm kìa. Ui, cây kiếm màu hồng nè. Mấy bạn ơi, mình được một cây kiếm màu hồng. Wow. Mấy bạn đã bao giờ nhìn thấy cây kiếm màu hồng này chưa? Lần đầu tiên Phong thấy có cây kiếm màu hồng luôn á. Để quýnh thử coi. Sammy. Ôi sao đây? Vậy hả? Đứng lại đây. Đứng lại. Ok thôi. Tôi mời anh chở tôi đi. Ok, rồi đập. Tôi bỏ game luôn, chơi với ông luôn á. Thôi xin lỗi mà, giỡn xíu mà làm gì căng vậy? Tiếp đi. Ôi. Cái này hình như là ở đâu vậy? Đồ đốt lửa đúng không? À đúng rồi, cái này hình như là để đốt lửa nè. Ồ. Đẹp chứ nè. Đẹp ghê luôn á. Đừng bị phỏng không? Để tôi coi. Ây da, ây da. Phỏng. Ôi, bình thuốc tình yêu. Không, bình thuốc này trội ra lúc kịp lắm. Ây da. Ui. Sao khó vậy? Khói. Tiếp nè. Bụp. Ôi. Hây. Bụp. Ôi. Ông gì nó nổ. Vậy? Rồi cây. Tôi nè, để tôi đôi cho ông xem nè, tình yêu nè. Đó, thấy chưa? Tình yêu của tôi đã đòi hú kinh nghiệm, thấy chưa? Ông xui xẻo quá à. Cái gì đây? Ôi sắc quá trời luôn. Cái gì nữa đâu? Quăng tiếp đi. Ôi bánh kem nữa. Trời ơi sao Sammy may mắn không vậy? Sao mình xui xẻo vậy? Trời ơi, ông là xui xẻo rồi. Ok thôi. Không được mấy bạn ơi, mình không thể nào để thua Sammy được. Mình cũng phải may mắn giống Sammy luôn. Mình sẽ đặt ra lần 3 cái luôn. Ok. Búp. Ủa sẽ được gỗ không vậy? Búp. Thôi được cái này nè, cái này mình quăng xuống được may mắn thật xui xẻo. Hui. Ồ thấy chưa? Tôi cũng may mắn nè. Trứng rồng nè. Trứng rồng này nha. Trứng rồng. Cái này tôi thấy trứng rồng đó, cái này ông chip đúng không? Tào lao, tôi mới vừa lụm được đây nè. Ok, tiếp nha. Búp. Ôi một cái rương. Ui, kim cương với lại nón nè. Trời ơi, tôi có nón đội nè. Sammy làm gì có nón. Rồi tiếp đi. Trời ơi. Làm cái nón ghê, tôi cũng đập ba cái như ông làm sợ ông á. Đâu rồi? Chết, để tôi lấy cái đào này đã. Trời ơi, ông Phong hồi chỉ có kiếm mà không có kiếm. Ủa gì đây? À, thấy chưa? Vận may tôi tới rồi. Ông nhìn nè. Đập đi. Nhìn trong. Đó, đây nhìn nè. Đó. Đây. Ui, trời ơi, cơm mùi luôn. Trời ơi, được có mấy củ cà rốt mà cũng bày đặt khoe. Trời ơi, cái này cái gì vậy? À, lúc đi nè. Gì đây? Có điện có dép. Trời ơi, trúng rồi. Được cái bét róc. Trời hồi nãy tôi được nguyên cái trứng rồng luôn nè, nhìn thấy không? Nguyên cái trứng rồng của tôi luôn nè. Đó, rồi đập tiếp nha. Búp. Ủa này là gì đây? À, cái này là bột. Bột xương. Tiếp nè. Ủa gì vậy? À, lại được thêm giáp ngựa nè, với lại vàng và sắt nè. Thấy tôi gọi là may mắn chưa? Tiếp. Trời ơi, là may mắn. Ủa rồi, đừng gần xa tôi giao. Đây cái này là sắt nè. Rồi tới lượt Sammy á, Sammy đập đi. Ông đập gì nhiều vậy? Tôi nhớ ông đập trên 5 cái luôn vậy. Để tôi đập. Cái này không cần. Cái này cũng không cần.
dễ thương kìa. Ủa, trời ơi, con người tuyết, trời con này cũng đâu được gì đâu, giết cái luôn. Mày hả mày? Mày hả mày? Ui. Ê con này ghê lắm nha. Mày nè. Ui. Ui. Tôi giết nó xong đó, nó cho tôi cây kiếm nè. Trời ơi, cây kiếm xịn nha. Hey. Mạnh chưa? Mạnh chưa? Trời ơi. Không, ủa cái này là kiếm của tôi chứ kiếm của bà hay nào? Kiếm thức của tôi mà, con lắp của tôi mà. Thôi cho bà cái kiếm màu hồng nè, cái kiếm màu hồng dành cho con gái, kiếm này là của tôi. Trời ơi, ok, con kiếm được rồi. Tiếng, kiếm màu hồng dễ thương không? Tôi đập tiếp nha, ok. Ok, ok. Một. Ôi, một cái đống thuốc luôn. Thuốc này là thuốc gì đây? Ủa, thuốc màu hồng hả? Không có gì hết. Ok rồi, tiếp đi. Trời ơi, để tôi đập nè, ông đập chua giòn. Đó. À, ừ này thì để tôi đập nè, này thì để tôi đập. Tàn quá giờ không luôn. Nổ quá giờ. Mày hả mày? Nổ đi Ripper. Nổ đi. Cái kiểu bóng bạch mà ông đánh hay chết mày bọn này mà. Ok để tôi. Mày hả mày? Lại đây mày. Mày hả mày? Chết queo đi. Chết đi. Rồi xong. Skeleton nó giết Sammy luôn rồi. Mày đặt. Không phải Skeleton đâu. Ờ quên, con này là con Enderman. Yếu Enderman. Không con Ender, con này con gì? À đúng rồi, Enderman. Trời. Yếu còn mày đặt đánh Enderman. Trời ơi liu. Trời ơi. Rồi quá. Hơn. Xả xui. Trời ơi. Dạ. Này thì xả xui. Bà giết tôi trời luôn ơi. Đó. Xả xui ra xui hơn nữa. Trời ơi. Khổ trời mê. Ơi là trời. Bà kêu thôi để mình xả xui. Ai dè bà đập cái ra quả bom nổ banh xác hai đứa luôn. Thôi tôi giờ tôi đang xuất hiện chỗ nào đây? Giờ mình phải vô trong thành phố mình đập luôn thôi. Ok rồi, Sammy tới bên cho tôi nha. Ok ok. Rồi đập tới bên nè. Rồi tôi đập cho, để tôi đập cho Sammy đập xui xẻo quá. Đập ra. Trời ơi tôi la. Ấy da. Quá giật. Chết bà chưa? Ui. Tôi có biết gì đâu. Ấy da. Rồi xong, nó giết tôi luôn rồi. Để tôi nhân danh chủ nhân của thẻ bài nè. Đó, tôi giết nè. Thấy chưa? Quá tự nhiên hai con này bắn nhau. Mày hả mày? Trời ơi hai con nó tự bắn nhau mà. Mày hả mày? Thôi giết nó đi để làm sống làm gì. Ây da, nó bắn tôi kìa. Mày à. Ây da. Mày hả mày? Chết rồi, TB tôi tới với. Ok. Rồi, ok, rồi. Đập tiếp. Tôi đập nha. Búp. Được cái sản, không có gì hết. Rồi tiếp nè. Cái sản lấy đi, có khi cứu người ta. Ui. Lúc kia mình lóc. Ok, dễ thương chứ kìa. Ok, rồi đập đi. Con này nè, xong đập. Trời ơi, giàu dễ sợ luôn. Thì tôi rất kích rồi. Ông là ru rồi, ông là nghèo rồi. Đó đây tôi, ông rồi. Đó. Đây đập đi. Đó, tôi đặt ba cái nè, ông đứng xa xa ra lỡ tôi banh xác giống ông nữa. Có gì đây? Cái rương. Ô, áo giáp nè. Wow. Trời ơi, kiếm này kiếm mạnh ta, để tôi mặc áo giáp vào. Trời ơi, tôi yếu quá trời luôn. Tôi chỉnh trời sáng cái. Ờ, ok, chỉnh cái chỉnh đi. Trời ơi, đó. Xong chưa? Xong rồi, đập đi. Rồi. Ô màu hồng nè. Ô chết đi. Tôi để ý nha, cái lúc kia mình lắp màu hồng này đập ra cái gì cũng tàn màu hồng hết. Dễ thương sợ luôn rồi, ông đập đi. Ok, tiếp nè, đập lần ba cái nè. Búp. 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 Đó, thấy không? Tôi không có ra gì xui xẻo hết, hiểu không? Đập tiếp nè. Trời ơi. Búp. Đó, trứng gà nè, quá trời trứng gà luôn. Búp. Đó, thịt thỏ nè. Đậu lạc. Ờ thịt thỏ à? Ờ con này là gì đây? Ờ đến tôi. Cát nè. Đó. Cát thôi gì đâu. Đó. Bập. Wow, cái gì đây? Cái nỏ nè. Wow, ngầu chưa? Đó, tôi bắn nè. Ghê. Cái nỏ này rất đặc biệt nha. Không cần có cung tên thì vẫn bắn được luôn. Ghê vậy. Ok, đập tiếp đi. Không làm gì. Trời ơi, con thỏ nè. Vàng, vậy giờ tôi giàu rồi. Trời ơi, coi tôi nè, tiếp nè. Giờ tôi đập tiếp nè. Đó, đặt ở đây. Đập. Ok, kim cương. Thấy không? Tôi trở thành rich kid hơn bài nè. Tiếp. Ôi, à. ông dân làng đổi đồ thôi, không cần đổi đâu. Ông này có gì đâu mà bán. Ờ, được đùi gà, ok, được đùi gà này nè. Rồi, xong mới đập tiếp đi. Trời ơi, đùi gà, gà bắp. Đây, tôi đập nè. Gì đây? Ôi, cá. Cá không à. Trời ơi, xui thế. Trời ơi, toàn xô, cái gì trời đây? Trời ơi, xô. Dọn đập đi. Rồi, cây tôi đập nha, ba lóc nè. Đập nè. Ui, không được gì hết. Đập nè. Ui. Sammy. Trời, bạn gái mới của ông á. Bạn gái mới, đúng rồi, xin giới thiệu Sammy. Đây chính là bạn gái của tôi. Đây là anh dân làng. Trời bạn gái của tôi. Bạn gái là, ủa ông đi hay sao vậy? Ủa bạn gái ông đi lại. Ok rồi, đập tiếp nè. Ui, chết rồi. Rồi xong, tôi bị kẹt trong đây rồi. Để tôi cứu ông. Cứu tôi. Cứu tôi sao ơi. Cứu tôi, tôi sắp ngạt thở chết rồi.
cứu tôi với. Tôi đang cứu. Ông nhảy lên đi, ông nhảy lên đi. Không nhảy được, không nhảy được. Chết. Rồi xong mấy bạn ơi, mình chết đuối rồi mấy bạn ơi. Xong rồi. Xong luôn. Trời ơi, cái này đào không được. Cái này đào không được. Cái đó là cái gì ta? Cái đó là hắc điện thạch mà làm sao mà đào được. Ok, qua đây. Rồi ông đập đi. Trời ơi. Mày hả mày? Ây da, sao mà chém tôi? Ây da. Ai giờ để tôi bắn thì tôi lấy nọ thằng tôi bắn nè. Mày. Mày hả mày? Mày bắn tôi nè. Mày nè. Mày dám bắn tao hả? Mày nè. Ok. Bắn nó xa, quấn nó. Thế giờ tôi quấn đi, bắn không được. Để tôi. Mày ngựa. Mày hả? Ui da. Ngựa. Trời ơi, nó giết tôi rồi. Trời ơi, nó giết tôi rồi. Hai đứa cùng chết luôn. Ok, ủa mình đang ở đâu đây? Thôi lên trên máy bay luôn, làm trên máy bay luôn. Ok, đập trên cái máy bay luôn nha. Ok, tiếp nè. Bụp. Ok, rồi được mấy cái phiểu. Bụp. Được cái rương nè, cái rương có gì đây? Đi vứt đồ cho mày đi. Cái rương này nó không có gì hết à. Thôi tôi bỏ đồ trong đây. Vứt đồ không cần thiết đi. Cục vàng tôi cần. Ok, được rồi. Đập tiếp. Rồi. Tôi để tôi đập cho tôi đập lần 3 khối luôn nè. Đó. Ok. Đó. Bụp. Có gì bắn sát ở trên máy bay luôn. Ui, cái này đặc biệt là máy bay nó không động được nè. Bụp. Ồ, lại là anh dân làng nữa rồi. Hey. Bụp. Lại là ai đây? Dạch. Cái gì, cái này là tên là ai? Dead là ai vậy? Không biết. Good. Ây da. Ok, tôi 3 cái luôn, tôi cũng theo ông luôn. Đó, ngựa theo luôn. Ơ, con thỏ. Con thỏ giết người nè. Trời ơi. Ui, con thỏ này nó giết người nha. Thỏ điên. Chạy đi. Mày thỏ. Ui, đâu rồi. Ui. Ui, con này mặt nhá. Mày hả mày? Rồi, ok, tôi giết rồi. Xui quá, đứng thỏ điên. Trời ơi, sợ chết luôn á. Đây, con này. Ui, đây, trời ơi, được chết. Rồi, tiếp. Được, mấy cục sắt. Ok, tiếp nha. Bây giờ tôi sẽ đập một lần hết sạch luôn cho bà coi nè. Ôi, nổ máy bay đó. Không sao, đập một lần đập hết luôn. Đó, đặt lại thế này. Ok, đập. Bụp. Ra con quái vật, Mày hả mày? Mày hả mày? Ôi, con nhờ anh kìa. Ồ, rồi ok. Ăn đã. Rồi quá. Đó, tôi đập nha. Rồi đập đi. Đó, cấn, không có. Cấn nè. Ui, lại là con bò này nữa. Mày hả mày? Mày dám đánh Sammy hả? Con bò. Ấy da, con bò nó hút tôi, Sammy. Rồi xong chiếc que tôi luôn. Rồi xong, trời ơi. Con bò nó mạnh quá. Ui. Mày dám giết Sammy hả? Mày ghen rồi. Mày hả bò? Mày hả? Mày ấy da, rồi xong nó hút tôi nữa rồi. Trời chết, tôi sắp chết. Con này nó khỏe quá. Con này nó khỏe quá, nó giết tôi hoài luôn. Mày hả mày? Mày cút. Ui. Ai da, con này khỏe quá. Trời ơi, con này khỏe quá trời luôn. Con này nó hút tôi cái là tôi chết luôn á. Con này khỏe lắm. Trời. Mày hả? Mày cút. Ui. Mày nè. Ok, là tôi giết được nó rồi. Còn cái thằng dân làng này giết nó luôn. Còn mày đồ vô dụng. Ok, là tôi đánh nó rơi xuống dưới rồi. Rồi đập đi. Ôi. Trời ơi. Con này. Ôi. Sammy nhìn kìa. Một đống zombie nó ngồi lên nhau luôn. Wow. Ghê vậy. Ok, từ tôi đập nó xuống dưới. Xuống dưới mày. Ok. Gì đây? Con bắt cực. Từ hãy đập. Từ đập cho tôi coi chứ. Qua đây. Nè, đây. Trời ơi, nhìn đây nhức đầu quá. Đó. Trời ơi, gì đây? Cái giếng thôi, tôi bỏ cái đi. Giếng thôi, bỏ đi, đập tiếp đi. Ô, cái này cũng có trời ơi, nhiều giếng nha. Có hoa nè. Ui, trời, Enderman. Dưới đó, mày hay Enderman. Rồi xuống dưới đi. Tôi kệ nó đi. Thôi, okay. Tôi tiếp nè. Đập nè. Trời ơi. Để tôi đập phụ bà cho. Đập hết đi. Đập. Đập. Ôi, yêu quái lửa. Yêu quái lửa nè. Mày hả mày? Rơi xuống dưới mày đi. Ơi, nó bắn tôi cháy rồi. Chạy Sam. Tôi bà chạy đi, chạy. Ok các bạn ơi. Trời ơi các bạn ơi, từ nãy giờ mình với Sammy đập lúc kịp lóc tình yêu á mà tàn gặp mấy cái gì xui xẻo không à. Đúng là tình yêu mà gọi là sao ta? Không hiểu sao lý do sao gặp tàn xui xẻo không. Rồi xong Enderman giết tôi luôn rồi. Trời ơi, vừa nói xui xẻo cái bị coi xui xẻo thật luôn. Vừa nói xui xẻo xong cái xui xẻo thiệt luôn. Rồi các bạn ơi, thì hôm nay mình với lại bạn gái của mình chính là Sammy đã cùng nhau đập lúc kim lóc tình yêu. Thì nói chung là sao tự nhiên gặp tàn xui xẻo không à. Nhưng mà không sao cả, xui xẻo chính là xui xẻo trong game thôi. Còn tình cảm, ây à, rồi xong rồi thì mới nói xong gặp xui xẻo nữa. Rồi là trời khổ ơi luôn á. Ok các bạn ơi, tuy là gặp xui xẻo trong game thôi, nhưng mà mình với bạn gái của mình chắc chắn là sẽ gọi là không gặp xui xẻo bên ngoài đời đâu. Trời, bọn mình gặp nhiều may mắn lắm. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc clip tại đây nha. Và nếu như mà anh em thấy thích clip này thì đừng quên để lại cho mình một like,
share và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ trên kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của bạn gái của mình, đó chính là Sammy Đào, để đăng ký họ cho Sammy Đào nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em phải rồi. Tạm biệt.